Lão nông Trần Văn Rỡ, ngụ xã Đại Thành, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang, đang sở hữu những cây vú sữa cho trái màu vàng óng, khiến ai nhìn thấy cũng mê mẩn. Cây vú sữa độc lạ này còn cho trái quanh năm với vị ngon ngọt hơn hẳn vú sữa truyền thống. Ông Trần Văn Rỡ cho biết, cách đây khoảng 4 năm, ông được một người quen cho 100 cây giống lạ này đem về trồng. Tuy nhiên khi nhìn thấy những cây con có lá giống lá cây Lekima nên ông Rỡ không trồng đại trà mà chỉ đem vài cây trồng chơi ở khoảng đất quanh nhà. Không ngờ những cây này ngày càng phát triển xanh tốt và cho trái rất sai. Trái khi chín có màu vàng óng trông rất đẹp mắt. Theo ông Rỡ, mỗi lần cây cho thu hoạch được khoảng 150 đến 200 trái, trọng lượng trung bình mỗi trái từ 250 đến 500 gram. Thấy cái trái nó vàng nó tốt vậy nè, rồi mình mới nói cây chú sữa, chứ còn hồi đó tính là nó là cây Lekuma không à. Nói vậy chứ phải mà tính ra mà cây vú sữa thì tốt trái vậy đó thì hồi đó trồng nhiều dữ lắm à. Được biết, cây vú sữa này có nguồn gốc từ Đài Loan, nhưng tỏ ra rất phù hợp với vùng đồng bằng sông Cửu Long. Sau khoảng 2 đến 3 năm trồng, cây đã cho thu hoạch. Điểm khác biệt dễ nhận ra nhất của trái vú sữa này đó là phần vỏ vàng bóng. Trái không tròn đều như các giống vú sữa thường thấy mà có một núm nhỏ hình chóp nhọn phía dưới. Vú sữa vàng có vỏ mỏng, cụi trong, mềm, ít hạt, khi ăn có vị ngọt thanh, thoang thoảng mùi sữa. Do có màu sắc bắt mắt và mùi vị khá đặc biệt nên vú sữa này rất đắt hàng và giá khá cao. Có thời điểm, mỗi ký vú sữa vàng được bán với giá từ 400.000 đến 500.000 đồng một ký, cao gấp 10 lần các loại vú sữa truyền thống, nhưng vẫn được nhiều khách hàng tìm mua. Nó khác cái loại vú sữa của mình như lắm, cái ruột nó trắng tươi mà dễ khắc à. Ở ngoài nó có lớp mủ ở ngoài da, thành ra cái con ông gùi nó không có đút được. Chứ theo như mà các cái loại khác nó đút hết trơn à, mít nó còn đút được mà. Mà cái cây này từ hồi đó tới giờ chưa có thấy đút trái nào hết. Bầu rồi mà nhưng mà chưa có cắt được nhánh, là đâu có để cho bà con được. Đó. Bị cây mấy ổng thấy quay phim là chụp hình đồ lên trái là ăn nó ngon nè, và lại là nó bảo đảm không có con sâu con mò gì. Hiện ông Rỡ đang nhân giống bằng cách chiết cành và ươm hạt loại vú sữa này để mở rộng diện tích trồng.